trong khuôn khổ hợp tác năng lượng các nước đông á với asean thuộc nhóm các nước hợp tác năng lượng asean và các đối tác thường niên mới đây tại hà nội bộ công thương đã tổ chức diễn đàn trực tuyến với chủ đề thu giữ sử dụng lưu trữ và tái chế carbon Diễn đàn năng lượng Đông Á lần thứ ba, EAEF3, là một trong các sự kiện của Diễn đàn năng lượng châu Á năm 2020, Asia Energy Business Forum, AEBF, được tổ chức nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN, Hội nghị quan chức cấp cao năng lượng ASEAN lần thứ 38 và các hội nghị liên quan năm 2020. Phía Nhật Bản đề xuất phối hợp với Việt Nam, nước chủ nhà năm ASEAN 2020, đồng tổ chức EAEF3 phát biểu tại diễn đàn thứ trưởng bộ công thương hoàng quốc vượng đã khẳng định những đóng góp của công nghệ thu giữ sử dụng và lưu trữ ccus mang lại trong việc thực hiện các mục tiêu về giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu tuy nhiên việc phát triển và ứng dụng các công nghệ về ccus còn đang gặp rất nhiều thử thách yêu cầu phải qua những bước thử nghiệm thí điểm ở quy mô lớn thứ trưởng cũng chỉ rõ trước khi công nghệ ccus được chuyển giao từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển rất cần sự trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm cũng như kiến thức cần thiết để tránh được những rủi ro đầu tư đồng thời hỗ trợ công tác hoạt định chính sách một cách hiệu quả, đặc biệt về các cơ chế tài chính liên quan. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sáng kiến của phía Nhật Bản về tổ chức diễn đàn năng lượng Đông Á và đặc biệt là chủ đề CCUS của diễn đàn lần thứ ba năm nay.